Cộng đồng LGBT bây giờ đang được rất nhiều người đón nhận và yêu mến. Mình nên chia sẻ những gì nó tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Bài này không nghe được, không hiểu luôn. Khi bạn hát không đại có một phút mà bạn bị mất nhạc, không vô kịp nhạc luôn. Cơ bản về cái tiết mục của em thì nó nằm ngoài cái hệ thống tiêu chuẩn đánh giá của anh, cũng như là không phải thuộc cái gu thưởng thức của anh.